Bản tin tối ngày 14 tháng 3. Kính chào quý vị, một tối chủ nhật với những thông tin cập nhật sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin Việt Nam, Quảng Ninh phong tỏa nhà nữ công nhân dương tính sau 9 lần âm tính. Hai bệnh nhân COVID-19 ở Hải Phòng xét nghiệm 7 lần dương tính. Anh thợ mộc Bắc Ninh tạo chiếc siêu xe Bugatti bằng gỗ cho con trai. Thành phố Hồ Chí Minh truy tìm nữ giám đốc nghi lừa đảo 10 tỷ đồng. Tin thế giới, chính quyền Biden nói dối về tình hình biên giới Mỹ. Nhật Bản, luật hải cảnh mới của Trung Quốc có vấn đề. Triều Tiên không đáp lại nỗ lực ngoại giao của Mỹ. G7 kêu gọi Trung Quốc chấm dứt áp bức ở Hồng Kông. Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N8 có độc tính cao. Và sau đây là thông tin chi tiết. Tại Việt Nam, Quảng Ninh phong tỏa nhà nữ công nhân dương tính sau 9 lần âm tính. VnExpress ngày 14 tháng 3 dẫn lời ông Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xác nhận, xã này vừa cho phong tỏa ngôi nhà của nữ công nhân 32 tuổi, dương tính với virus Vũ Hán sau 9 lần có kết quả âm tính. Theo ông Nhu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3, tại nơi giáp danh với thành phố Chí Linh, Hải Dương, xã Bình Dương đã tổ chức đón hai nữ công nhân là F1 của các ca bệnh tại công ty Poyun, thành phố Chí Linh về địa phương cách ly tại nhà. Trước đó, hai công nhân này đã cách ly tập trung tại trung đoàn 125, thành phố Chí Linh từ ngày 29 tháng 1. Trong đó, nữ công nhân 32 tuổi đã 9 lần có kết quả âm tính với virus Vũ Hán. Đến chiều tối ngày 13 tháng 3, trung đoàn 125 gửi kết quả xét nghiệm dương tính của nữ công nhân 32 tuổi và quay lại đón người này trở lại Hải Dương cách ly. Chính quyền xã Bình Dương tối cùng ngày đã phong tỏa, phun khử khuẩn nhà nữ công nhân mắc COVID-19, tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh và đưa 8 F1 đi cách ly tập trung. Tin tiếp theo, hai bệnh nhân COVID-19 ở Hải Phòng xét nghiệm 7 lần dương tính. VnExpress ngày 14 tháng 3 dẫn tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, 3 ca nhiễm liên quan điều dưỡng Bệnh viện Giao thông Vận tải, sau 19 ngày điều trị, một người kết quả âm tính, còn 2 ca là 2.391 và 2.392, xét nghiệm lần 7 vẫn dương tính. Chuỗi lây nhiễm trên ghi nhận ngày 22 tháng 2, đến nay bệnh nhân 2.385 xét nghiệm lần 3 liên tiếp âm tính với virus Vũ Hán, song vẫn chưa thể công bố khỏi COVID-19. Lý do là bệnh nhân nhiễm virus biến thể Anh, nguy cơ tái dương tính là cao. Sở Y tế Hải Phòng đã cập nhật kết quả để làm thủ tục công bố khỏi COVID-19, song vẫn tiếp tục cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Hai bệnh nhân 2.391 và 2.392 ổn định, không có biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm vẫn dương tính. Thưa quý vị, có một tin tức khá thú vị, đó là một anh thợ ở Bắc Ninh đã tạo chiếc siêu xe Bugatti bằng gỗ cho con trai. Theo Dân Trí, ngày 13 tháng 3, một anh thợ mộc tại Bắc Ninh đã tạo cho con trai chiếc xe gỗ với thiết kế mô phỏng giống chiếc siêu xe Bugatti Cento Desi đã nhận được sự chú ý của các blog nổi tiếng ở nước ngoài. Mẫu xe này được anh thợ mất khoảng 45 ngày đục đẽo, chạm trổ một cách tỉ mỉ, mô phỏng lại rất sát chiếc Bugatti Cento Desi từ ngoại thất bên ngoài cho tới nội thất bên trong. Xe có hai ghế ngồi trước, kính chắn gió. Thân xe có thiết kế hốc hút gió, phần đuôi xe có thanh thăng bằng và hệ thống mô phỏng ống xả. Chiếc xe ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của nhiều chuyên trang ô tô lớn, báo chí nước ngoài và vlogger nổi tiếng. Trước chiếc Bugatti Cento Desi này, anh thợ mộc ở Bắc Ninh đã từng làm xe Feria Aperta, cũng bằng kích thước ô tô trẻ em thu hút được 5 triệu lượt xem trên YouTube. Thành phố Hồ Chí Minh truy tìm nữ giám đốc nghi lừa đảo 10 tỷ đồng. Theo báo Thanh Niên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang truy tìm một người phụ nữ 24 tuổi có liên quan tới vụ tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng trong hợp đồng mua bán trang thiết bị máy sản xuất khẩu trang N95. Người phụ nữ trên đứng tên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại Unicare ở quận Phú Nhuận và công ty trách nhiệm hữu hạn Unigroup Holdings ở Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trước đó, người phụ nữ này bị giám đốc công ty có trụ sở ở quận 1 tố cáo. Người tố cáo cho biết hồi tháng 5 năm 2020 đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa và đầu tư máy sản xuất khẩu trang N95 với công ty Unigroup Holdings. Theo hợp đồng, bà đã tạm ứng 10 tỷ đồng cho nữ giám đốc trên. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người này đã không thực hiện các nội dung như cam kết, không đầu tư máy sản xuất khẩu trang mà làm hợp đồng khống giữa hai công ty của mình đưa cho đối tác làm tin.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định người phụ nữ trên không còn cư trú tại địa phương. Công ty Unigroup Holdings cũng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký tại huyện Cần Giuộc, Long An. Thưa quý vị, Việt Nam lần đầu tiên nhân bản thành công lợn ỉ. Vietnamnet ngày 14 tháng 3 dẫn thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, các nhà khoa học của Viện Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nghiên cứu thành công và làm chủ công nghệ nhân bản lợn ỉ từ tế bào somamotai trưởng thành. Vào ngày 10 tháng 3 vừa qua, 4 chú heo ỉ con đã chào đời khỏe mạnh, phát triển tốt từ công nghệ này. Cùng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhân bản hay nhân bản vô tính ở động vật là các cá thể có thể được tạo ra từ một tế bào lấy từ nguyên bản gốc mà không phụ thuộc vào quá trình thụ tinh. Năm 1979, các nhà nghiên cứu đã tạo ra những con chuột giống hệt nhau về mặt di truyền đầu tiên bằng cách tách phôi chuột trong ống nghiệm. Và tiếp theo là phần tin thế giới. Một bức thư nội bộ rò rỉ đã tiết lộ chính quyền ông Biden nói dối về tình hình biên giới. Trong thư mà Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, ông Alejandro Mayorkas gửi cho nhân viên hồi đầu tuần có đoạn: "Hôm nay tôi đã kích hoạt lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới khi họ đối mặt với làn sóng di cư dọc theo biên giới Tây Nam." Ông Mayorkas cũng nhấn mạnh về số lượng lớn người di cư tìm cách vào Mỹ dọc biên giới Tây Nam. Trước đó, chính ông Mayorkas và Nhà Trắng liên tục phủ định về cuộc khủng hoảng biên giới Mỹ. Phe Cộng Hòa đã chỉ trích chính sách biên giới của chính quyền Biden làm gia tăng nạn buôn lậu người, buôn lậu chất cấm và khiến virus Vũ Hán lây lan vào Hoa Kỳ. Vâng, 11 tiểu bang đã đệ đơn kiện chính quyền Biden vì xóa bỏ chính sách nhập cư của chính quyền Trump. Người đứng đầu đơn kiện là ông Mark Novick, tổng trưởng lý bang Arizona, nói trong một tuyên bố vào đầu tuần: "Trước những thiệt hại về sức khỏe và kinh tế do dịch bệnh gây ra, thật không hợp lý khi đặt cơ sở hạ tầng của chúng ta và những người nhập cư dưới áp lực to lớn." Nhật Bản, luật hải cảnh mới của Trung Quốc có vấn đề. Hôm 13 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu bày tỏ quan ngại về luật hải cảnh mới của Trung Quốc khi cho phép hải cảnh nước này sử dụng vũ khí. Tại một cuộc hội nghị trực tuyến về an ninh do một tổ chức ở Canada chủ trì, ông Nobu bình luận rằng luật hải cảnh mới của Trung Quốc có vấn đề bởi bao gồm các điều khoản không phù hợp với luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Nobu nhấn mạnh Nhật Bản sẽ không bao giờ chấp nhận các hành động của Trung Quốc làm leo thang tình hình ở Hoa Đông và Biển Đông. Ông Nobu cho biết Nhật Bản sẽ phản ánh những lo ngại của người dân trong khu vực với thế giới, đồng thời hợp tác với các quốc gia khác. Ngoài ra, Bộ trưởng này cũng bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội một cách nhanh chóng. Triều Tiên không đáp lại nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Theo Reuters, quan chức cao cấp của chính quyền Biden cho biết hôm 13 tháng 3 rằng đã có những nỗ lực liên hệ giữa chính phủ Triều Tiên thông qua một số kênh bắt đầu từ giữa tháng 2, bao gồm cả qua phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa có bất kỳ phản hồi nào. Trong khi đó, quan chức ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin, đã có chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vào đầu tuần tới, và một trong những chủ đề chính được bàn thảo đến là kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng vẫn là bài toán nan giải đối với Mỹ. Tổng thống tiền nhiệm ông Donald Trump đã xây dựng được mối quan hệ khá tốt đẹp với Chủ tịch Kim Jong-un, song hai bên vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể để tháo gỡ vấn đề hạt nhân. Tiếp theo, mời quý vị điểm nhanh một số tin tức khác trên thế giới. G7 kêu gọi Trung Quốc chấm dứt áp bức tại Hồng Kông. Nhóm G7 ngày 12 tháng 3 ra tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc tôn trọng những cam kết của họ tại Hồng Kông và chấm dứt sự áp bức đối với các nhà hoạt động dân chủ tại đây. Các ngoại trưởng G7 nói rằng họ kêu gọi Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông khôi phục lại niềm tin vào thể chế chính trị của Hồng Kông và chấm dứt sự đàn áp tùy tiện với những người ủng hộ các giá trị dân chủ. Vâng, trước đó một ngày, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua những cải cách bầu cử ở Hồng Kông và nêu rõ chỉ những người yêu nước mới có thể điều hành thành phố này. Còn tại Nga, Nga bắt 150 người tại cuộc họp phe đối lập. Đài CNA đưa tin 150 người đã bị cảnh sát bắt tại một cuộc họp của các chính trị gia độc lập và đối lập ở Moscow, Nga ngày 13 tháng 3. Những người bị bắt có cáo buộc là liên hệ với các tổ chức xấu đã bị cấm ở Nga. Trước đó, Nga đã đưa ra một danh sách nhiều tổ chức xấu và cấm các tổ chức này hoạt động theo một đạo luật được thông qua vào năm 2015. Quỹ nước Nga tự do có tên trong danh sách các tổ chức xấu bị cấm. Cựu Tổng thống Bolivia bị bắt trong cuộc điều tra đảo chính. Ngày 13 tháng 3, cựu Tổng thống Bolivia, bà Jenny Áñez, đã bị bắt do liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị năm 2019.
Trước đó, cựu Tổng thống Anes hôm 12 tháng 3 cho biết bà phải đối mặt với vụ bắt giữ vì một cuộc đảo chính được cho là chống lại người tiền nhiệm của bà và các thông tin khác cho rằng các cựu bộ trưởng cũng đang bị bắt giữ. Tại Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N8 có độc tính cao. Ngày 13 tháng 3, Bộ Nông nghiệp Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc đã xác nhận một trường hợp mới nhất nhiễm chủng H5N8 ở một trang trại nuôi gia cầm lấy trứng ở Chungju, cách thủ đô Seoul 147 km về phía nam. Các nhà chức trách đã lập tức ban bố lệnh cấm đi lại trong bán kính 10 km tính từ trang trại trên. Gia cầm và thịt gia cầm ở trang trại trên và các khu vực gần đó đã được chọn ra để tiêu hủy như một biện pháp đề phòng. Và bản tin tối ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 3 của Khỏe Tự nhiên xin được kết thúc ở đây. Chúc quý vị một buổi tối cuối tuần quây quần, ấm cúng và một sức khỏe tốt cho tuần làm việc sắp tới. Thùy Dương xin được cảm ơn quý vị đã ủng hộ và đăng ký kênh Khỏe Tự nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.